Rồi, và đây là top 5 những món đồ công nghệ mà mình đã mua trong năm vừa qua và cũng như mình đã sử dụng nó và rất hài lòng. Ủa mà khoan, từ từ. 1, 2, 3, 4. 5 ở đâu vậy? Từ từ, bình tĩnh. Cái món đồ thứ 5 á, nó không có nằm ở đây mà nó nằm ở bãi xe á. Thì nói vậy chắc anh em cũng hiểu nó là cái gì đúng không? Và nhấn mạnh lại nha, đây là top 5 những món đồ công nghệ mình thích nhất và hài lòng nhất mà mình đã bỏ tiền ra mua. Thật ra thì trong năm vừa qua mình mua rất nhiều đồ công nghệ, nó lên đến cả hơn 200 triệu cơ. Nhưng mà những món đồ ở đây á, mình đặt ở trên bàn này nó cũng đã đâu đó trên 100 triệu rồi. Và ok, mình sẽ vào video và chia sẻ những cái lý do tại sao mình lại xuống tiền để mua những cái món đồ này nhá. Mà nếu nhìn lại thì cũng toàn đồ dành cho công việc thôi. Bây giờ vào việc và review thôi. Trước tiên nha, thì mình sẽ muốn sắp xếp cái top 5 này của mình á, nó sẽ theo cái mức độ, đó chính là từ cao xuống thấp. Tức là từ cái mức độ mà mình hài lòng nhất, dùng nhiều nhất, nó xịn nhất, hay là nó mang lại những cái hiệu quả lớn nhất, thì mình sẽ xếp nó ở top 1 và từ từ có thể lên top 5, tức là cái mức độ của nó sẽ giảm dần. Và top 1 đó chính là chiếc VinFast Evo 200, là chiếc xe mà mình đã mua và sử dụng. Và đó cũng là món đồ công nghệ mình hài lòng nhất tính tới thời điểm hiện tại luôn. Lúc mà mình mới mua con này á, thì nó theo giá niêm yết thời điểm đó sẽ là 22 triệu ra biển, rồi mua thêm cục sạc nhanh nữa và thêm một số những cái nâng cấp lặt vặt khác mà mình có lắp thêm cho xe á. Và cuối cùng cái số tiền mà mình đã bỏ ra cho con xe này đó chính là gần 30 triệu. Và một trong những thứ mà mình hài lòng nhất ở cái xe này của VinFast đó chính là hai chữ thôi: tiết kiệm. Và từ từ, mua thêm đồ thì tính nào cũng tốn thêm tiền chứ không tiết kiệm lắm. Cái ý mà mình nói ở đây về hai chữ tiết kiệm này á, là hiện tại nhá, mình đã đi con xe này được gần 15.000 cây trong vòng một năm qua, cũng là một con số di chuyển rất là nhiều rồi ấy. Nếu mà đi xe xăng như trước kia nhá, thì cái tiền nhiên liệu để mà đi được 15.000 cây như thế này á, thì nó sẽ rất là nhiều. Nhưng với con xe điện này của VinFast á, thì tính ra là năm vừa rồi mình đi trong vòng một năm thì cái tiền sạc cho con xe nó chắc chưa tới 100.000. Tại vì phần lớn mình sạc xe mình sẽ sạc công ty không ạ, sạc free. Hoặc lâu lâu mà mình có đi chơi á, thì mình sạc ở những cái trạm sạc ở Vincom, thì mình chỉ mất đâu đó khoảng tầm 8-10 nghìn cho một lần sạc đầy thôi. Nói chung á, thì cái tiền duy trì xe hàng tháng của mình á, nó chỉ mất là 350 cho cái tiền thuê pin thôi. Còn phần lớn thời gian mình sử dụng con xe này á, thì gần như là không có tốn gì quá nhiều cho nó. Và nếu so với xe xăng trước kia mà mình đi á, thì nói chung là nó tiết kiệm hơn rất là nhiều luôn. Và trên kênh YouTube của cái nhé á, thì mình cũng đã làm một cái video đánh giá chi tiết về con xe này rồi, anh em có thể xem lại nếu cần nhá. Và top 2 cũng là món đồ mà mình dùng nhiều không kém gì con xe kia, và cũng là món đồ mình hài lòng thứ hai, đó chính là chiếc MacBook Pro 14 inch M1 Pro. Thời điểm mà mình mua con máy này thì giá của nó là khoảng 38 triệu máy cũ. Nhưng mà đây là phiên bản 1T bộ nhớ trong. Còn chiếc M1 Pro này bên trong thì nó cũng là bản 16 nhân GPU mạnh nhất, và hình như đây là cái bản Mac Option luôn thì phải. Và giá gần 38 triệu như này mình thấy nó là quá ngon. Mà máy này mình mua lại của một người quen, là một con máy chính hãng Việt Nam luôn nha, có Apple Care tới tháng 6 2024. Tuổi thọ pin của máy được vẫn còn 100%, và máy này cũng chỉ mới sạc có 5 lần thôi. Đã vậy nhá, chủ cũ của con máy này còn dán full máy luôn cơ. Tức là từ lúc mà mình mua cái máy này về tới giờ là mình chỉ mua về và dùng thôi, không cần phải làm những cái bên lề kiểu như là dán màn hình hay là dán gì đó vân vân. Tiện nhờ. Còn về cái mức độ hiệu quả của nó mang lại cho mình trong công việc hay là dùng hàng ngày á, thì thực sự là con này nó đáp ứng quá là ngon luôn. Hiệu năng của nó thì vẫn còn quá là tốt nè. Con chip này thì vẫn còn mạnh để mình có thể xử lý được những cái video 4K một cách thoải mái, dù là video YouTube hay là TikTok vân vân. Timeline layer các thứ thì nó không phải đơn giản đâu. Và nhìn nó chạy vẫn rất mượt nha. Màn hình thì siêu đẹp này, mini LED 120Hz, rồi loa thì cũng rất là hay, máy thì pin châu vân vân. Nói chung là chiếc máy này cũng đã giúp cho mình rất là nhiều cho cái việc đó chính là sáng tạo những cái video liên quan tới lên kịch bản, làm nội dung, edit video vân vân. Nói chung mọi thứ mình đều rất hài lòng với con máy này. Và em MacBook Pro 14 inch M1 Pro này thì mình cũng đã làm một cái video khá là chi tiết ở trên kênh YouTube của NZ rồi, anh em có thể bấm vào và xem nha. Và top 3 đó chính là một món đồ mà mình phải nói một từ thôi, đó chính là nó hot. Mà vấn đề nó hot á, là thời điểm vừa rồi á, nó rất khó mua và thậm chí là nhiều chỗ còn không có hàng để mà bán cơ. Và không gì khác, đó chính là chiếc Pocket 3 của DJI. Cái phiên bản mà mình mua là full combo, nó là cái bộ Creator giá khoảng 16 triệu. Bên trong á, mình sẽ có một con DJI Mic 2 này, ngon lành luôn. Một cái Pocket 3, một cái dock pin dự phòng, một cái dock khác để nối với cái chân 3 như thế này, và một số những cái phụ kiện lặt vặt khác nữa. Và chất lượng của em này á, thì chắc khỏi bàn luôn. Tại vì nó hot là có lý do của nó hết. Và thậm chí là nó không có hàng, nghĩa là sức mua ở con này nó rất là lớn. Chất lượng quay của con này nó rất ngon nha. Mặc dù nó chỉ là một cái camera cầm tay nhỏ xíu như thế này thôi. Cảm biến của nó là cảm biến 1 inch, thu sáng và xóa phông từ phần cứng nó rất là tốt. Chất lượng quay video thì quay được tối đa là 4K 60fps ở 10 bit màu. File quay thì chắc chắn là ngon hơn hẳn điện thoại rồi. Đã vậy còn có sẵn một con DJI Mic 2 bên trong, bật lên là tự kết nối với con Pocket 3 và dùng thôi. Mà bản thân con Pocket 3 này nó cũng như là một cái gimbal vậy, nên là chống rung của nó cũng rất là ngon. Có màn hình lớn để dễ theo dõi nè,
bạn có thể xoay lệch các thứ rất là dễ, màn hình đẹp, sáng, xoay ngang xoay dọc đều được, rất là ngon. Nói chung thì đây sẽ là một cái công cụ quá hoàn hảo cho những anh em nào làm creator, đặc biệt là trong những vấn đề làm và sản xuất video, như là làm TikTok, YouTube, thì con này nó quay quá dễ và quá nhanh nhưng mà chất lượng ra thì rất là tốt. Nói chung thì mình chỉ chia sẻ nhanh như vậy thôi. Nếu anh em nào quan tâm về con máy này mà thật sự luôn ấy, thì mình sẽ làm một video riêng để nói kỹ hơn về nó nha. Nhớ đăng ký kênh Gadget nha. Cuối cùng là top 4 và top 5 thì nó sẽ quay về những cái thiết bị nó đơn giản hơn mà các bạn thường thấy trên kênh của Gadget. Đó chính là smartphone. Nằm ở vị trí top 4 thì sẽ là chiếc Oppo Find X7 Ultra này. Và nói thật luôn là mình tiêu hết tiền lì xì của mình trước Tết để dành cho con máy này. Đâu đó là hơn 25 triệu cho bản 512GB. Và cũng mua được phiên bản màu mình siêu thích luôn. Mặt lưng giả da màu nâu và phía trên nó sẽ là màu xám bạc của mặt kính. Nhìn nó quá là mê luôn đấy. Và những gì mà mình trải nghiệm ở trên con máy này tính tới điểm hiện tại nha, nó chỉ có từ sướng cho tới sướng hơn thôi. Chứ nó không có gì để chê ở con này cả. À thật ra có đấy, nhưng mà nó không phải là vấn đề gì nó quá lớn đâu. Nhưng mà đây vẫn là một con flagship siêu xịn luôn. Và con Find X7 Ultra này có thể nói nó là the ultimate camera smartphone luôn chứ đùa. Bởi vì con này nó chụp rất là ngon. Cả miếng một in rồi bốn camera đều cùng một độ phân giải là 50MP, sạc Superbox 100W này, rồi màn hình đẹp, hiệu năng ngon, với setup gần 8 Gen 3 thì nó cũng rất là mạnh nữa. Nói chung thì mình sẽ có một cái video đánh giá kỹ hơn về em này ở trên kênh YouTube của Gadget đăng vào ngay ngày mùng 1 Tết. Nên là anh em đừng quên đăng ký kênh để đón chờ vào ngay mùng 1 Tết nha. Cũng sẽ có một chút bất ngờ ở ngay đầu video nữa cơ. Và top 5 đó chính là chiếc iPhone 15 Pro Max. Và lý do mình để con này ở top 5 á, mặc dù nó là một con máy mà kiểu sức mua của nó rất là lớn, nhưng mà mình để ở top 5 bởi vì đây là con máy ít hài lòng nhất với cá nhân của mình. Mình đã bỏ tiền ra mua và sử dụng nó. Tại vì đây là một con máy nó mang lại cho mình một cái trải nghiệm mình thấy nó khá là bình thường, thậm chí nó còn nhiều lỗi nữa cơ. Đa phần toàn đến từ iOS 17, nào là lắc lác, giật giật, lâu lâu còn bị treo máy nữa, rất là khó chịu luôn. Thời điểm đầu khi mà mua con này nó còn dính cái phốt đó chỉ là bị lỗi quá nhiệt bởi vì con chip A17 Pro bên trong nữa kìa. Nhưng mà vẫn không thể phủ nhận là con máy này đã giúp cho mình có rất là nhiều những cái content liên quan tới nó. Chẳng hạn như là làm video review iOS mới cho mọi người nè, làm những cái video chia sẻ về lỗi của iOS nè, hay là làm những cái video về camera, hay là con này nó cũng là một cái... nó giống như là một cái thước đo để so sánh với những con máy flagship khác của Android. Thì có con máy này so sánh nhiều anh em cũng sẽ quan tâm hơn. Nói chung thì con máy này nếu để dùng trải nghiệm cá nhân của mình thì mình không thực sự hài lòng lắm. Nói chung là nó ít hài lòng nhất đấy. Nhưng mà nếu để đem nó ra làm content các thứ này kia vân vân á, thì con này cũng là một trong những con mà mình dùng rất là nhiều. Và nếu bỏ qua luôn về vấn đề về thông số thì thực sự đây vẫn là một con máy dùng chính khá là tốt. Đặc biệt là nó có khả năng quay video thì nó quá là xịn luôn. Rồi, tổng kết lại thì đây chỉ là top 5 những mức độ công nghệ mà mình đem vào video này để nói và cũng như là mình đã mua và trải nghiệm nó. Thật ra trong năm vừa rồi như mình đã nói rồi, mình đã mua rất nhiều đồ công nghệ, thậm chí là gần đây thì mình có những cái món đồ công nghệ có mua và review cho mọi người. Như hạn như là con loa JBL Authentic 300 nè, con đấy thì cũng hơn 10 cũ. Rồi cũng như là trước đó thì mình có mua iPad E5 nè, cũng làm video trên kênh Gadget cho mọi người coi rồi. Rồi cũng như là mình cũng có nhiều những cái món đồ khác liên quan tới tai nghe như là AirPods Pro 2, hay là những món đồ âm thanh rồi trải nghiệm vân vân xoay quanh nó như là ổ cứng, chuột, bàn phím vân vân. Nói chung mình mua rất nhiều đồ công nghệ. Nên là đây chỉ là top 5 những cái món đồ mình dùng nhiều nhất, nó phục vụ cho công việc của mình tốt nhất và cũng như là làm ra được nhiều content cho anh em xem. Nên là trong năm 2024, anh em muốn mình làm thêm nhiều nội dung nào khác cùng với team của mình, đặc biệt là team Gadget, có Youth, rồi có Lucy vân vân, thì đừng quên để lại phần comment nhé. Rồi, cuối cùng mình là Gà Tổng, thì Gadget vừa rồi cũng đã đạt được hơn 100.000 subscriber, nên là rất mong mọi người sẽ ủng hộ tiếp tụi mình để có thêm nhiều video hay nữa. Cái này mặc dù là mình mua nhưng mà nó không phải đồ công nghệ lắm, nó là đồ hồ cơ. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Peace.